Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Điều này làm ảnh hưởng đến việc cấp cứu điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế. Nhiều đơn vị đã phải huy động nhân viên y tế trực tiếp tham gia hiến máu để cứu chữa bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, hai tủ dự trữ máu tại khoa xét nghiệm thường xuyên trong tình trạng thiếu hụt. Trung bình một tuần, bệnh viện được tiếp nhận khoảng 100 đơn vị máu, tương đương với 25 lít máu từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học cung cấp không ổn định, đặc biệt là vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, kho dự trữ máu gần như cạn kiệt. Do đó, lượng máu cung cấp cho các cơ sở y tế tuyến tỉnh, thành phố cũng không thể đảm bảo. Hiện nay thì cái tình trạng thiếu máu không phải xảy ra ở trên địa bàn tỉnh mà cả toàn quốc. Cái lượng bệnh nhân mà bị chấn thương rồi với những cái bệnh về máu gia tăng. Trong năm ấy thì có hai cái thời điểm mà thường xảy ra thiếu máu, đó là cái thời gian gần Tết và cái thời gian sinh viên của các trường nghỉ hè. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cũng ở trong tình trạng tương tự. Nếu xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp, cần truyền lượng máu rất lớn, thì lượng máu dự trữ của bệnh viện là không đủ. Trước tình hình đó, các cơ sở y tế đã xác định những đoàn viên xung kích chính là những ngân hàng máu sống. Các thành viên được lên danh sách theo khoa, phòng, ghi rõ nhóm máu, số điện thoại, lần hiến máu gần nhất để sẵn sàng hiến máu khi có trường hợp khẩn cấp. Trong năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có khoảng 5 trường hợp các y bác sĩ trực tiếp hiến máu, truyền cho bệnh nhân. Hai bệnh nhân ở Trung tâm Y tế Tiên Lữ và một bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã được các nhân viên y tế truyền máu cấp cứu thành công. Không kể cái thời gian như ngày đêm hay ngoài giờ, thì chúng tôi, những đoàn viên thanh niên, luôn luôn xung kích trong cái vấn đề là hiến máu, tham gia hiến máu tình nguyện, cứu người, đặc biệt là hiến máu cấp cứu những cái bệnh nhân nặng trong bệnh viện. Tôi thường xuyên là tiếp xúc với các bệnh nhân cấp cứu, trung bình thì cứ 7 bệnh nhân vào viện, thì trong đấy có một người cần được hiến máu. Mà cái kho dự trữ máu trong bệnh viện thì cũng không thể nhiều như thế. Chính điều đấy nên là mình rất là muốn các bạn đoàn viên thanh niên cùng với tất cả mọi người có sức khỏe thì chúng ta tự nguyện đi hiến máu để cái kho dự trữ máu của bệnh viện cũng giống như là kho dự trữ máu của toàn quốc đều đủ. Hành động đẹp của các y bác sĩ đã góp một phần nhỏ khắc phục tạm thời tình trạng thiếu máu cấp cứu. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện, giúp cho nhiều bệnh nhân cần máu được cứu chữa và duy trì sự sống, thì rất cần sự chung tay của cộng đồng. Mỗi người dân hãy tham gia hiến máu tình nguyện, bởi hành động nhỏ của bạn sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho rất nhiều người khác.